Chào mừng bà con, chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Nông nghiệp Trà Long. Và hôm nay trong video này, xin chia sẻ và đồng hành cùng với bà con về một trong những sản phẩm rất là tuyệt vời mà trong thời gian qua nó đã giúp cho bà con của chúng ta cải thiện được rất nhiều các loại bệnh hại trên cây trồng. Và đặc biệt, nếu bà con tin tưởng và áp dụng cái công thức mình đưa ra thì chắc chắn nó sẽ vô cùng hiệu quả về cách quản lý bệnh hại trên cây trồng, đem lại kinh tế rất cao cho bà con. Thì thưa bà con, đối với cái sản phẩm tinh súp be của công ty Shiketa, một trong những sản phẩm bà con đã từng biết trong cái thời gian trước đây, thì nó gồm hai thành phần hoạt chất chính, đó chính là diveconazole 150g trên lít và tebuconazole 150g trên lít. Đây là cái sản phẩm hàng đầu của công ty Shiketa trong thời gian trước đây. Tuy nhiên, hôm nay trong video này, Nông nghiệp Trà Lâm muốn giới thiệu cho bà con của chúng ta đến một cái sản phẩm tinh súp be châu Âu. Đây có thể nói là một trong những đột phá của công ty và đã giúp cho sản phẩm này mang lại cái tính hiệu quả vô cùng cao, và đặc biệt nó rất là hữu ích cho bà con trong quá trình mua và sử dụng sản phẩm này. Với sản phẩm này, thành phần hoạt chất chính gồm có 3 thành phần, đó chính là diveconazole 140g trên lít và tebuconazole 120g trên lít, và nó thêm một thành phần nữa, đó chính là robinconazole 140g trên lít. Rất là tuyệt vời cho bà con trong quá trình quản lý tất cả các đối tượng bệnh hại trên rau màu, và đặc biệt thẩm thấu và hấp thụ rất là nhanh cho bà con. Nếu mà gặp phải thời mưa sau khi phun 2 giờ đồng hồ thì nó cũng hoàn toàn yên tâm cho bà con, nó vẫn đem lại cái hiệu quả cao cho bà con. Thì thưa bà con, đây có thể nói là một trong những siêu sản phẩm mà Nông nghiệp Trà Lâm muốn giới thiệu cho bà con, bởi vì nó rất là tuyệt vời, nó trừ được các cái đối tượng bệnh hại trên lúa, thì các cái đối tượng là vàng lá chín sớm, hoặc là các cái đối tượng như là đạo ôn, khô vàng, lem lép hạt, bà con có thể sử dụng trong các cái giai đoạn bệnh hại của cây trồng. Và đặc biệt đối với cây lúa trước và sau khi trổ, bà con của chúng ta sẽ phun thì nó sẽ vô gạo, làm cho chất hạt và nó xanh cứng cọng, rất là tuyệt vời cho bà con trong vấn đề chống đổ ngã. Thì đây là cái ưu điểm của cái sản phẩm này mà nó mang lại cho bà con. Thì ngoài cái lúa thì nó có thể sử dụng được các cái đối tượng như là thang thư, rỉ sét, nấm hồng, đốm lá trên cây hành, hoặc là trên cây cà chua, và rất là nhiều các đối tượng bệnh hại mà vô cùng hiệu quả cho bà con. Ngoài cái sản phẩm này ra thì hôm nay Nông nghiệp Trà Lâm muốn giới thiệu đến với một cái công thức cách phối để cho giúp cho bà con của chúng ta mang lại hiệu quả cao, mà Nông nghiệp Trà Lâm cũng muốn khuyên bà con hãy nên sử dụng công thức thuốc này áp dụng cho tất cả các đối tượng bệnh hại trên tất cả các cây trồng của chúng ta, vô cùng hiệu quả, vô cùng kinh tế. Đó chính là cái sản phẩm An Viên. Với một sản phẩm An Viên 100ml thì thành phần hoạt chất chính đó chính là hexaconazole. Đây là sản phẩm nó rất là mát khi bà con chúng ta phun xử lý bệnh hại cho cây trồng, và đặc biệt nó cũng làm xanh và nó lưu giọng hấp thụ rất là nhanh và thẩm thấu, không chỉ ngừa và nó còn trị bệnh cho bà con chúng ta trong quá trình quản lý các loại bệnh hại trên rau màu. Thì về cái giá cả thì cái tinh súp be châu Âu hiện nay trên thị trường thì với một cái nắp như thế này, bà con chúng ta chỉ mất 10.000 cho một cái nắp, và cái chai An Viên thì bà con chúng ta mất 32.000 trên một chai này. Thì cái liều để sử dụng hiệu quả cao cho bà con thì thưa bà con, với cái chai An Viên bà con của chúng ta sử dụng 40ml thuốc cho một bình 20 lít nước, rất là tuyệt vời cho bà con. Tất cả các loại bệnh hại bà con có thể sử dụng 40ml thuốc trên một bình 20 lít nước, và cái sản phẩm tinh súp be châu Âu này bà con sử dụng 2 nắp, mỗi nắp 10ml thuốc, bà con sử dụng một lần là 2 nắp trong một bình 20 lít nước sẽ rất là tuyệt vời. Hai cái sản phẩm này bà con chúng ta sẽ phối chung lại và phun định kỳ. Bà con lưu ý không cần phải phối chung với tất cả các dòng thuốc nào khác, chỉ cần với hai sản phẩm này
là sẽ đem lại cái hiệu quả cao về kinh tế cho bà con. Đó là cái điều mà nông nghiệp Cao Lâm rất là mong muốn và hy vọng bà con sẽ tin tưởng và áp dụng cái sản phẩm này. Nó vô cùng hiệu quả, cực kỳ tốt cho bà con và đặc biệt rất là tiết kiệm cho bà con. Thì trên đây là cái video mà nông nghiệp Cao Lâm muốn chia sẻ với bà con về cái sản phẩm tinh super và đồng thời cái công thức thuốc mà hy vọng nó sẽ giúp cho bà con chúng ta đem lại cái hiệu quả. Bởi vì trong thời gian vừa qua mình đã khuyến cáo và đưa ra cách để cho bà con chúng ta sử dụng và rất là tuyệt vời cho bà con. Thì đó là lý do vì sao mà hôm nay nông nghiệp Cao Lâm chia sẻ video này. Cảm ơn bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết cái video. Nếu bà con quan tâm về các cái mảng nông nghiệp thì kênh nông nghiệp Cao Lâm là nơi chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức tốt nhất của nông nghiệp Cao Lâm đến với bà con. Hy vọng video sẽ mang lại cho bà con những cái giá trị cũng như là cái hữu ích. Nếu bà con thấy hay, xin hãy cho mình một like và đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nông nghiệp Cao Lâm. Và bây giờ mình xin mến chào và hẹn gặp lại. Bye bye.